Chỉ trong vòng một tuần đã có tới 3 bác sĩ làm đơn xin nghỉ việc tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Phục hồi Chức năng tỉnh Gia Lai. Ngoài những lý do riêng về hoàn cảnh gia đình thì có một lý do chung, đó là nguồn thu nhập của nhân viên y tế tại đơn vị quá thấp. Nguồn thu không đảm bảo nữa thì đảm bảo cái duy trì cái hoạt động của bệnh viện là hết sức là khó khăn. Hàng tháng là nếu mà không có lương kịp thời là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người lao động. Trong số những nhân viên y tế viết đơn xin nghỉ việc tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Phục hồi Chức năng tỉnh, có người đã được giải quyết, có người đang trong thời gian chờ duyệt hồ sơ. Song một điều trước mắt mà ai cũng nhận thấy, đó là khi giảm đi một bác sĩ thì cơ hội được điều trị, được chăm sóc sức khỏe của người bệnh càng thêm hẹp lại. Vì vậy, một trong những giải pháp cần thiết lúc này để giữ chân nhân viên y tế tại các bệnh viện công, đó là phải đảm bảo tiền lương hàng tháng và các khoản thu nhập khác theo quy định để họ ổn định cuộc sống và an tâm công tác. Nguyện vọng của nhân viên là muốn bệnh nhân đông, đó. Thì cái nguồn thu được đảm bảo thì anh em sẽ ổn định cuộc sống, đó. Yên tâm công tác nhiều hơn. Là một nhân viên y tế mà mình đã học ra rồi đó, đã học đại học ra, thì mình cũng muốn khi mà đã đi làm rồi thì phải cống hiến hết mình. Đến đây thì cũng muốn có bệnh nhân để làm. Nhưng mà hiện tại thì cái bảo hiểm y tế đó, họ không có đăng ký chữa bệnh ban đầu. Đây thì đến thì toàn trái tuyến đó, thì họ khám bệnh thì lại không có được. Lại xin giấy chuyển viện thì lên những cái đơn vị khác họ lại không họ điều trị được thì họ lại giữ lại. Đó nên là nó lại ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tình hình chung đó, kinh tế chung của bệnh viện nhé. Y bác sĩ nhiều hơn bệnh nhân, nhân viên y tế đang thất nghiệp tại một bệnh viện công. Đó là câu nói đùa của các nhân viên y tế. Song đó lại là một thực tế đang diễn ra tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Phục hồi Chức năng tỉnh Gia Lai. Đơn vị đã được giao tự chủ 50% về chi thường xuyên nhiều năm nay. Tuy nhiên, bệnh nhân khám chữa bệnh ban đầu bằng thẻ bảo hiểm y tế ở đây chưa đến 800 thẻ, trong khi đơn vị có thể đáp ứng khám chữa bệnh cho gần 5.000 thẻ bảo hiểm y tế. Vì rất ít bệnh nhân đến khám, nên nguồn thu của bệnh viện không cũng rất ít. Điều này đồng nghĩa với đời sống của cán bộ, nhân viên y tế không đảm bảo. Chính vì vậy, rất cần có một cơ chế chính sách kịp thời từ ngành y tế, từ chính quyền địa phương để các bệnh viện công nói chung và Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Phục hồi Chức năng tỉnh Gia Lai nói riêng có thể duy trì hoạt động, giữ chân nhân viên y tế nhằm phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.